Xin chào mừng tất cả các bạn và đến với kênh YouTube của VN8. Ngày hôm nay chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu, đánh giá một sản phẩm khá là mới mẻ trên thị trường máy tính. Đó là sản phẩm của hãng Huawei. Chắc các bạn không còn quá xa lạ với các dòng sản phẩm như điện thoại của Huawei. Tuy nhiên đối với máy tính MacBook laptop thì là cũng không phải là nhiều người đã nghe đến và đã trải nghiệm nó. Thì ngày hôm nay tôi giới thiệu các bạn một sản phẩm mới, đó là của hãng công nghệ Huawei. Và để theo dõi tiếp thì các bạn đừng quên like và đăng ký kênh để theo dõi VN8 nhé. Ok, và chúng ta bắt nhau cùng nhau tìm hiểu xem cái máy này có gì hay không nhá. Đầu tiên chúng ta nhận xét bề ngoài xem nào, có gì nào. Vỏ nhôm nguyên khối này các bạn ạ, vỏ nhôm nguyên khối, hình thức là mỏng, các bạn thấy không, mỏng nhẹ như laptop, chết như MacBook luôn, như MacBook Pro luôn. Cái này nó cũng hai màu, là màu gray này cộng với lại màu bạc, khá giống. Mấy cái đặc điểm này mình thấy là khá giống với lại MacBook Pro. Nhẹ nhàng này, nhẹ nhàng đẩy xe hàng, một tay nâng lên đó, như MacBook Pro luôn. Trọng lượng con này nó là 1,33 kg, nhẹ hơn một chút xíu so với MacBook Pro thế hệ mới. MacBook Pro thế hệ mới là 1,37 kg, còn cái này 1,33. Bàn phím nó bàn phím nổi các bạn ạ. Đây nhá, bàn phím nổi. Trackpad thì so với các dòng sản phẩm laptop thì được đánh giá là nhạy hơn anh em, khá là mượt mà. Con này hay nhá, con này màn hình cảm ứng các bạn ạ. Con này màn hình cảm ứng nhá. Khá là mới anh em nhá. Nó có gì đây nữa nào? Cái nút nguồn này là có Touch ID nhá, bảo mật vân tay anh em nhá. Anh em nhìn thấy không? Đó. Có bảo mật vân tay đây nhá, đây bảo mật vân tay luôn nhá. Đó. Khá giống với lại MacBook Pro thế hệ mới. Ok. Xem nào. Nhìn tiếp bên ngoài nào. Cái cổng kết nối à. Bên này là hai cổng Type-C. Đúng không? Các bạn nhìn thấy con là đá với lại MacBook Pro không ạ? Cổng đấy này. Tai nghe. Nó khác thêm tí. Bên này có một cổng USB anh em ạ. Nó lại một con cổng kết nối USB. Nó khác với thằng ấy là chỗ đấy. Đằng sau à. Có hai khe tản nhiệt. Hai khe tản nhiệt hai bên nhá. Rồi. Màn hình là màn hình 3K anh em ạ. Em này là màn hình 3K nhá. Độ phân giải khá là nét. Mình mở một cái video cho anh em xem nào. Mở YouTube này. Tiện thể mở YouTube đánh giá loa luôn. Loa hai bên nhá. Hai bên này là 4 loa anh em ạ. Nhá, ở hai bên này là hai dàn loa nhưng mà là 4 loa nhá. Nó cho âm thanh tốt hơn. Chọn bài remix xem nào. Chọn bài nào. Ok. Chúng ta nghe thử nha, test thử nào. Đâu? Loa đây. Loa nghe hay nhất ở tầm khoảng 80% anh ạ. Đấy, tầm khoảng này là nghe hay nhất này. Đó. Ok. Về cấu hình của em này là xem nào, i7 chứ. Con này là i7-8000 anh ạ. i7 thế hệ mới nhất nhá. i7-8550.
chip U, chip tiết kiệm điện anh em ạ. Cái này anh em dùng thoải mái mà không lo hết pin một ngày. Cạc RTX. Con này trang bị thêm một cạc MX mới 150 nhá. Rồi, có nhìn không? Hỗ trợ làm đồ họa nhá. Nhà to quá. Mình dừng nhạc lại. RAM 16GB nhá. Đấy, em này trang bị là i7. Chip i7 8550U, chip U nhá, chip tiết kiệm điện. Và được trang bị là RAM 16GB. Bộ cứng, ổ nhớ cứng con này là bao nhiêu nhỉ? Là 256 thì phải. Đâu em này là 512GB. Ổ cứng 512. Con này trang bị thêm một cạc đồ họa, cạc rời, đó là cạc MX150 giúp hỗ trợ khả năng làm đồ họa tốt hơn, nhanh hơn. Con này có một cái đặc điểm nữa nhá anh em nhá. Anh em nhìn này, camera này. Camera thì nó lại là camera giấu ở đây, cạnh nút giữa nó 6 và F7. Nhưng mà nó khá là hay đấy, mới. Tuy nhiên thì nó có một cái là nó lại là trỏ ngược anh em ạ. Đây, camera nó không xoay được, nó bị trỏ ngược màn hình này, không di chuyển được, không đổi góc quay được. Anh nhìn thấy không? Hơi xấu, không được linh động lắm. Mặc dù thì một cải tiến mới đấy, cải tiến khá là mới của dòng này. Ok, vừa rồi mình đã giới thiệu các bạn các đánh giá chi tiết cũng như các cấu hình cụ thể, một số đặc điểm nổi bật của dòng máy Huawei. Mã này là em này là mã là MacBook X Pro. Cấu hình là chip Intel Core i7 đầu 8550 là chip U, chip tiết kiệm điện giúp các bạn sử dụng được khoảng thời gian 8 đến 10 tiếng trong một ngày mà không sợ hết pin, không phải mang theo sạc. Đấy, và được trang bị ngoài ra trang bị thêm RAM 16GB, ổ SD là 512GB. Con này còn được trang bị thêm đó một cạc rời, cạc MX150 hỗ trợ làm thiết kế đồ họa tốt hơn, mượt mà hơn. Tuy nhiên thì đối với dòng máy này thì theo như đánh giá của mình thì các bạn phù hợp các công việc văn phòng hoặc là các công việc thiết kế nhẹ nhàng chỉ sửa ảnh thôi. Con này ưu điểm là gì? Một số khác biệt này, mình đánh giá lại đó là màn hình 3K, độ phân giải sắc nét hơn, âm thanh tốt hơn với 4 loa ở hai bên. Và em này còn có một cái lạ nữa là đó là như mình vừa nói, đó là camera được giấu đi. Tuy nhiên thì nó lại không cho hình ảnh được đẹp lắm, tại vì cái góc của nó lại góc từ dưới lên, nó không phải là một góc quá đẹp cho các bạn làm quay video hoặc là gì nữa, livestream. Và vừa rồi là một số đánh giá của mình giới thiệu các bạn dòng sản phẩm mới của Huawei. Hy vọng rằng video này sẽ mang một làn gió mới, một kiến thức mới cho một sản phẩm mới cho các bạn đến các bạn. Và các bạn đừng quên like và đăng ký kênh để theo dõi mình nhé. Xin thành cảm ơn. Xin chào, hẹn gặp lại ở video lần sau.